1509 Người nào cõi nào đã trừ phận nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ? Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Người nào cõi nào đã trừ phận nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy. Đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng hai hạng người dục giới nhị thọ và người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà phận nhuế tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ chính người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phận nhuế tùy miên còn hai hạng người dục giới nhị thọ và người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà phận nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phận nhuế tùy miên. Người nào cõi nào đã trừ phận nhuế tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ Hay là người nào cõi nào Đã trừ hữu ái tùy miên Thì người ấy cõi ấy Đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ Người nào cõi nào Đã trừ phận nhuế tùy miên Thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng bực bức lai khổ thọ với những cõi ấy đã trừ phận nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên bậc la hán khổ thọ với những cõi ấy đã trừ phận nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng bực la hán nơi dục giới nhị thọ và nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên mà phận nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy. Đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ phận nhuế tùy miên. 1510 Người nào cõi nào đã trừ ngã mạng tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi, hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là người dục giới nhị thọ và bậc sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên như bậc là hán khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạng tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính người dục giới nhị thọ và bực sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên, thì người ấy cõi ấy. Đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? bực la hán nơi dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ bậc người nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. Người nào cõi nào đã trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng là hãng khổ thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạng tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính người dục giới nhị thọ và bậc sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ ngã mạng tùy miên. 1511 Người nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng phải rồi một năm trăm mười hai người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng ba bậc người dục giới tâm thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính hạng người sắc giới và vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ hữu ái tùy miên như bậc là hán nơi dục giới tam thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là bậc người sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng phải rồi người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng ba hạng người dục giới tam thọ và bực sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên bậc la hán dục giới tâm thọ và nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng phải rồi 1513 người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng phải rồi hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng phải rồi bậc la hán nơi dục giới tâm thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên mà chẳng nên nói đã trừ hay không trừ hữu ái tùy miên chính là người sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 1514 Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng bậc la hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ ngã mạng tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy. Đã trừ ngã mạng tùy miên và dục ái tùy miên. Còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người nơi sắc giới và vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên còn phận giới tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phận nhuế tùy miên còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ hai hạng người sắc giới và vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và phận nhuế tùy miên còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phận ghế tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng Không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng bậc la hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên. Còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, và phận nhuế tùy miên con dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ 1515. người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên phận giới tùy miên và ngã mạng tùy miên phải chăng hai bậc người sắc giới và vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên. Còn phận ghế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phận nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc bất lai nơi sát giới, vô sát giới với những cõi ấy. Đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên. Còn dục ái tùy miên và vận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và phận nhuế tùy miên còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ bậc là hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạng tùy miên, còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ, chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên, còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phận nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên, không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phận dưới tùy miên, ngã mạng tùy miên, thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chân. Không có. Hay là người nào cõi nào, đã trừ hữu ái tùy miên, thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phận dưới tùy miên, và ngã mạng tùy miên phải chăng đã trừ ngã mạng tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng bậc la hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên còn phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy. Đã trừ vô minh tùy miên và phận nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 1516 Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên phải chăng hai hạng người nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên, chẳng nên nói, đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy. Đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên. Mà người ấy cõi ấy, chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên còn phận nhuế tùy miên, chẳng nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên. Mà người ấy cõi ấy, chẳng phải đã trừ phận nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên, không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bực bất lai nơi sắc giới, vô sắc giới với những cõi ấy. Đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên. Còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không nên nói, đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy. Đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và tà kiến tùy miên. Mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạng tùy miên, còn phận nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phận nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ bậc la hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên còn dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ hoài nghi tùy miên dục ái tùy miên ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên còn phận nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy. Đã trừ hoài nghi tùy miên, phận nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạng tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 1517 Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, và hoài nghi tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy gọi ấy đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng đã trừ ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng không có hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên phận giới tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng bậc la hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phận nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phận nhuế tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 1518 Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên, thì người ấy cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? không có. Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đã trừ dục ái tùy miên, phận giới tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bậc La Hán nơi sắc giới vô sắc giới với những cõi ấy. Đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên, mà dục ái tùy miên và phận giới tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phận nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ chính là người khổ thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên phận nhuế tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ dứt thuận tùng một nghìn năm trăm mười chín người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực bất lai, phi đã trừ ngã mạng tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người phi đã trừ ngã mạng tùy miên, và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, phải chăng? Hai hạng người phi đã trừ dục ái tùy miên, mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên, và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng Bực bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên Ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên một năm trăm hai mươi người nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng phải rồi hay là người nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng bực bất lai phi đã trừ ngã mạng tùy miên mà đã trừ phận nhuế tùy miên. Còn ba bậc người, phi đã trừ ngã mạng tùy miên, mà cũng phi đã trừ phận nhuế tùy miên. Người nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên, thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bậc người, phi đã trừ phận nhuế tùy miên, mà đã trừ hoài nghi tùy miên còn phạm phu phi đã trừ phận nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng phải rồi người nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. Bực bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên, mà đã trừ phận nhuế tùy miên. Ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phận nhuế tùy miên. 1521 Người nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bậc người, phi đã trừ ngã mạn tùy miên, mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu, phi đã trừ ngã mạng tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? phải rồi. Người nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên, thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. 1522 Người nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. Năm 1523 Người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên, phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phải chăng? ba bậc người phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên còn phạm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên một năm trăm hai mươi bốn người nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 1525 Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên, thì người ấy phi đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng? Bực bất lai, phi đã trừ ngã mạng tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên còn ba bực người phi đã trừ ngã mạng tùy miên và phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng hai bậc người phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên với phận nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phận duế tùy miên phải chăng? Phải rồi. Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phận duế tùy miên, thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên phải chăng bực bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên ba bậc người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên. Một năm trăm hai mươi sáu Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên, thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người Phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên, mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phạm phu, phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên với ngã mạng tùy miên, và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Hay là Người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên. Phận nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực bất lai, phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên và phận nhuế tùy miên. Còn ba hạng người, phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên và ngã mạng tùy miên. 1527 Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên vận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng phải rồi hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên vận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 1528 Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, Phận nhuế tùy miên, Ngã mạng tùy miên, Tà kiến tùy miên, Và hoài nghi tùy miên, Hiền người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên, vô minh tùy miên phải chăng phải rồi hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng bực bất lai Phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người, phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, mà đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn Phạm phu, phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 1529 Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phận nhuế tùy miên, ngã mạng tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên, thì người ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên ta kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng bực bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên ngã mạng tùy miên và hữu ái tùy miên bà đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên hai hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên và hữu ái tùy miên ba người ấy đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên còn phẩm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên phận nhuế tùy miên ngã mạng tùy miên tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 1530 Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ hay là cõi nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ. Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? trong sắc giới vô sắc giới phi đã trừ ngã mạng tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ còn trong cõi dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạng tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong cõi khổ thọ và cõi sắc giới, vô sắc giới Phi đã trừ hoài nghi tùy miên, mà dục ái tùy miên, không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi dục giới nhị thọ, phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ? Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên? Thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ? Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? Trong cõi khổ thọ và cõi sắc giới, vô sắc giới, phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên, không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi dục giới nhị thọ, phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 1531 cõi nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạng tùy miên phải chăng không thể nói đã trừ hay phi đã trừ hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạng tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng không thể nói đã trừ hay phi đã trừ Cõi nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Trong cõi dục giới, nhị thọ và sắc giới vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ còn trong cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ phận nhuế tùy miên cõi nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Cõi nào phi đã trừ phận nhuế tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên, thì cõi ấy phi đã trừ phận nhuế tùy miên phải chăng? Trong cõi dục giới, nhị thọ và sắc giới, vô sắc giới, phi đã trừ vô minh tùy miên mà phận nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ trong cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phận nhuế tùy miên